đoàn công tác của Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Nông do đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lưu Văn Trung dẫn đầu làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Đắk Song. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông làm việc với công ty tư vấn Mapisi về kết quả nghiên cứu về quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến 2050. Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song ra mắt ban chỉ đạo thực hiện chương trình cảnh quan hồ tiêu bền vững. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, 12 tháng 8. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung của chương trình. Kết luận buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông tại huyện Đắk Song vào sáng 12 tháng 8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy Đắk Song cần xác định rõ những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục. Trong đó huyện phải xây dựng lộ trình cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân, hàng năm đánh giá sát đúng kết quả thực hiện. Huyện tiếp tục thực hiện quyết liệt có kết quả nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022. Trọng tâm tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội. Theo báo cáo từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ huyện ủy Đắc Song đã thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của tỉnh ủy với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân. Đắc Song thực hiện tốt việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội. Quy hoạch tỉnh đóng vai trò, ý nghĩa quan trọng đối với Đắc Nông trong giai đoạn tới. Vấn đề quy hoạch không nóng vội, phải tập trung, cẩn trọng, làm chắc từng bước một. Đây là nhấn mạnh của Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười tại buổi làm việc với công ty tư vấn McKinsey về kết quả nghiên cứu quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến 2050 vào chiều qua 11 tháng 8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng tiếp tục triển khai cơ chế phối hợp, kết nối với các chuyên gia của McKinsey để được hướng dẫn, tư vấn. Các chuyên gia tư vấn McKinsey cần tổng hợp ý kiến đóng góp để làm việc thêm với Ủy ban nhân dân tỉnh một lần nữa thật kỹ càng trước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch. Sáng nay, 12 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2021 đến 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 đến 2023. Năm học 2021 đến 2022, dịch COVID-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động của ngành. Gần 20 triệu học sinh, sinh viên phải tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến, học qua truyền hình trong nhiều tháng liên tiếp. Trên 70.000 sinh viên không thể ra trường đúng hạn, ảnh hưởng tới việc cung cấp nguồn nhân lực cho đất nước. Tại hội nghị, một số tỉnh, thành phố và các đơn vị giáo dục đã trình bày tham luận về tình hình triển khai nhiệm vụ và khó khăn, Vướng mắc hiện nay, trong đó có tình trạng thiếu giáo viên, thiếu trường lớp, năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục đào tạo xác định chủ đề chung là đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo với 12 nhiệm vụ trọng tâm. Ủy ban nhân dân huyện Đắc Song tổ chức lễ ra mắt ban chỉ đạo thực hiện chương trình cảnh quan hồ tiêu bền vững vào chiều qua 11 tháng 8. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình cảnh quan hồ tiêu bền vững với 16 thành viên, có chức năng giúp Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Song tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc chương trình cảnh quan hồ tiêu bền vững. Các thành viên ban chỉ đạo có nhiệm vụ đôn đốc việc thực hiện, bảo đảm tuân thủ các cơ chế, quy chế quản lý phát triển hồ tiêu, kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động và định kỳ báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện, nhà tài trợ, tuyên truyền, truyền thông về chương trình cảnh quan hồ tiêu bền vững, tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm hồ tiêu. Năm 2021, toàn huyện Đắk Song có 13.606 ha hồ tiêu, sản lượng 32.536 tấn mỗi năm. Đến nay, đã có 2.332 ha hồ tiêu của huyện đạt chứng nhận các loại. Hôm qua 11 tháng 8, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển, Nông thôn huyện Đắc Ngờ Lấp chi trả hơn 122 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm bảo an tín dụng cho gia đình ông Phạm Văn Phú, thôn Quảng Đạt, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắc Ngờ Lấp. Ông Phạm Văn Phú có hợp đồng vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Đắc Ngờ Lấp và tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp. Sau đó, ông Phú không may bị tai nạn lao động, dẫn đến tử vong. Ông Phú được Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp chi trả gồm quyền lợi bảo hiểm bảo an tín dụng hỗ trợ lãi vay và mai táng phí. Bảo hiểm bảo an tín dụng là sản phẩm của công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp dành cho những khách hàng vay vốn tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn. Khi khách hàng không may gặp rủi ro bất ngờ trong cuộc sống, công ty sẽ thay mặt khách hàng chi trả khoản vay và hỗ trợ phần lãi phát sinh cho ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại